lại nữa Phật tử ví như mặt trời mọc lên ở cõi Diêm phù đề trước hết chiếu đến tất cả núi Tu Di và các núi chúa lớn kế đó chiếu đến núi đen sau đó chiếu đến vùng cao nguyên cuối cùng chiếu đến khắp tất cả đại địa mặt trời chẳng nghĩ rằng trước hết tôi chiếu cái này sau chiếu cái kia chỉ vì núi đất có cao thấp nên sự chiếu đến có trước sau như lai ứng tránh đẳng giác cũng lạ như thế, thành tựu vô biên pháp giới trí luân, thường phóng trí huệ quang minh vô ngại, trước hết chiếu đến đại Bồ Tát, các núi chúa lớn, kế đó chiếu đến duyên giác, kế đó chiếu đến thanh văn, sau đó chiếu đến chúng sinh căn lành quyết định, tùy theo tâm khí của họ thị hiện trí huệ rộng lớn. Cuối cùng chiếu đến khắp tất cả chúng sinh cho đến chúng sinh tả định, cũng đều chiếu đến vì nhân duyên vị lai được lợi ích khiến cho họ thành thục mà đại trí huệ quang minh mặt trời của như lai chẳng nghĩ như vậy Trước hết tôi sẽ chiếu đến đại hạnh Bồ Tát cho đến sau cùng chiếu đến chúng sinh tà định, chỉ phóng quang minh bình đẳng chiếu khắp, không có sự chứa ngại, không có sự phân biệt. Phật tử ví như mặt trời mặt trăng tùy thời xuất hiện, núi lớn hang cốc chiếu khắp không riêng tư, trí huệ như lai cũng lạ như thế, chiếu khắp tất cả không có sự phân biệt, tùy theo căn dục chúng sinh khác nhau mà trí huệ quang minh có đủ thứ sự khác biệt. Phật tử đó là tướng thứ tư của thân Như Lai, các đại Bồ Tát nên thấy như vậy. Lại nữa Phật tử, ví như mặt trời mọc lên, chúng sinh sinh ra mù lòa không có căn mắt nên chưa từng thấy được. Tuy chưa từng thấy nhưng vẫn được lợi ích của ánh sáng mặt trời. Tại sao? Vì họ biết được ngày đêm thời tiết, thọ dụng đủ thứ y phục ăn uống khiến cho thân thể được điều hòa, lìa khỏi các bệnh hoạn. Trí huệ mặt trời của Như Lai cũng lạ như thế, vì chúng sinh không có niềm tin, không hiểu hủy giới, hủy sự thấy, tà mạng tự sống, sinh ra mù lòa, không có tín căn, chẳng thấy được trí huệ mặt trời của chư Phật. Tuy chẳng thấy trí huệ mặt trời của chư Phật mà cũng được lợi ích của trí huệ mặt trời tại sao vì nhờ oai lực của phật khiến cho các sự khổ về thân và các phiền não của những chúng sinh đó vị lai sẽ tiêu diệt hết nhân của khổ phật tử như lai có quang minh tên là tích tập tất cả công đức có quang minh tên là chiếu khắp tất cả có quang minh tên là thanh tịnh tự tại chiếu có quang minh tên là xuất đại diệu âm có quang minh tên là hiểu khắp tất cả pháp ngôn ngữ khiến cho họ hoan hỉ có quang minh tên là thị hiện cảnh giới tự tại vĩnh viễn đoạn trừ tất cả nghi hoặc, có quang minh tên là trí vô trụ tự tại chiếu khắp. Có quang minh tên là trí tự tại vĩnh viễn đoạn trừ tất cả hí luận. Có quang minh tên là tùy sở ứng vang diệu âm thanh. Có quang minh tên là vang âm thanh tự tại thanh tịnh, trang nghiêm cõi nước, thành thục chúng sinh.